không? Rất là nhẹ, không có gì mà khó khăn hết đó. Tăng tốc rất là nhanh luôn, mình chạy là chạy thực tế anh em xem, và ngồi rất là thoải mái, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Biết bữa nay anh giới thiệu cho em một con xe gì không? Nay anh giới thiệu xe gì em? Một con quái vật mà xe này có bán luôn. Xe này là anh chạy Rodai, là ảnh là người nước ngoài á mọi người. Nói chung ảnh là người nước ngoài. Ảnh về đây ảnh mua xe, anh gửi cho Minh chạy Rodai. Anh chạy duy nhất đúng một lần luôn. Thì bây giờ anh phải đi nước ngoài, anh không có về Việt Nam nữa. Anh nhờ bán xe mới tinh luôn, xe không một vết xước, mới Rodai xong luôn. Trời ơi, xe đâu mà ghê thế. Ừ, mà con xe này cực bự luôn. Nó bự mà giá rẻ nữa. Rồi bây giờ anh sẽ dắt em đi tới, okay, cho em coi con xe. Thấy chưa? Wow. Cái đầu nó cứ như siêu nhân đó Minh nhỉ. Con này là em biết con xe gì không? Con này là xe gì em? Đây là CB 500X. Dòng nó là dòng Adventure. Adventure. Dạ. Biết không? Hiểu Adventure là gì không? Hình như em biết xương xương. Biệt đội siêu anh hùng. À, giỡn thôi. Đây giới thiệu mọi người, đây là con xe. Giờ anh nói luôn để cho mọi người biết giá. Xe này vừa Rodai xong lên nhiều, rất là nhiều đồ chơi. Giá bán hiện tại của nó là 187 triệu, chưa có giấy tờ, chưa có ra giấy tờ. Và con này là biển thành phố Hồ Chí Minh nha anh em, 59A3. Thì anh em biết rồi, mỗi lần Minh review con xe nào đều là Minh mua xe đó về để quay review cho anh em xem. Cho nên Minh có những cái cảm nhận thực tế nhất có thể, và Minh sẽ không có kiểu như là lấy một cái chiếc xe rồi lên mạng coi thông số, đọc thông số cho anh em. Cái đó ai cũng có thể làm được nha anh em, đứa con nít vẫn có thể làm được. Nhưng bây giờ mình muốn thực tế nhất có thể, mình đã cảm nhận và con này chính tay mình là Rodai cho nó. Chính tay mình là thay nhớt cho nó. Và chủ xe mua không hề đi. Không hề đi luôn, chạy đúng một lần luôn. Mới Rodai xong, mình vừa chạy chạm mốc 2000 km. Và con xe này không một vết chày. Thứ hai là lên rất là nhiều đồ chơi và giá bán của nó rất là rẻ. 169 triệu, nếu như anh em có lấy chợ sáng á, chợ sáng á thì hỗ trợ thêm nha. Lấy chợ sáng với lại ba ga sau thì hỗ trợ thêm, gửi thêm 2 triệu nữa. Còn những cái này là tặng anh em nè, ví dụ như là bảo vệ này nè. Đó là hồi trước mình lên là mua xe tổng cộng là hết là gần 200 mấy chục triệu á. Nè bảo vệ cái này em biết cái gì không? Cái này là cái gì em? Cái đèn à? Đâu, cái này là cái đồ bảo vệ khi mà em đi xa á, nó sẽ không có nó không có gì bay vào đây đúng không? Đúng, chính xác. Rồi tiếp theo là cái bộ khung chống đổ này nè, để em treo chợ sáng, rồi em có thể treo thùng hay là treo cái gì đó bất kỳ có thể. Em treo thấy công an hay treo mấy cái đèn bô lít không? À thấy. Đó, thì đó, mình có thể sử dụng nhiều đây nè. Đó, đây là có thể gác chân hay làm gì đó, làm rất là nhiều thứ, cái bộ khung này rất là xịn sò. Cái này là tặng anh em luôn. Rồi, em quay vô đây nè. Trời ơi, này em nói gì? Cái này có thể làm gì? Cái này nó bóng ha. Bóng mà làm gì? Ui, cái này nặng mụn. Thấy chưa anh em, để quay cận cho anh em xem. Nó mới tinh luôn, không một vết chày xước luôn. Đến là cái cổ bô nè, xe mới là phải vậy đó anh em. Xe ô đo chuẩn mới đồ đai xong là phải vậy đó. Cái giỏ này bao nhiêu đây anh Minh? Sao mà nó to thế? Đúng rồi, cái này dòng Adventure là cái giỏ nó sẽ rất là to. Đó, giỏ còn chỉ xanh, chỉ vàng, chỉ đỏ, chỉ trắng rồi anh em nhìn đi. Liếm được luôn á.
110 em ơi. Anh như là vợ đúng không? Đây là 110, 80. Rồi. Có lên bảo vệ các nước nè, nói chung là lên đủ đồ chơi luôn. Mà giá rất là rẻ luôn anh em. Thiệt sự luôn á, phải nói là còn đây là chỉ dán thôi nè. Rồi, vô phần phía anh đây. Phía anh đây là có gắn giá đỡ điện thoại để em biết em làm gì không? À, cái này để giống kiểu mình đi xa gì đó rồi mình coi phim đúng không? Có đâu ông nội. Thế cái này để làm gì? À, có nghĩa là khi mình muốn lên thiên đàng, này á, thì mình sẽ để điện thoại đây. Mình vừa chạy tour đi xa, con xe này thiết kế để đi xa mà. Thì đi xa mình buồn quá làm cái gì? Thì đàn ông mình là những người có sức khỏe, những người có nam tính và mạnh mẽ, thì mình hay mở VLXX. Mở vừa chạy vừa coi phải không? Trải nghiệm cuộc sống phải không? Thì mình mở lên là những khúc cao trào, ở trong đây nó la sùm á. Cái này có sạc không anh? Có chứ, đồ xịn mà. Sạc nè, quay anh em xem có sạc nè, đi xa mà phải có sạc chứ. Cái này có sạc luôn. Tại vì em coi những cái phim như vậy á thì nó sẽ rất là tốn pin, tốn 3G. Không muốn gắn cục wifi gắn đây luôn. Cục được. Wifi đây được mà. Được luôn nhỉ. Rồi coi coi đồng hồ nè. Cái đồng hồ này là sử dụng chung với đồng hồ, nó chung cục máy với lại CB500F. Nhưng mà cái đồng hồ này là sử dụng chung với lại CB650R. Cái dòng tua nó hơi thấp hơn một xíu thôi. Đúng rồi. Đó, đồng hồ đẹp không? Đồng hồ rất là đẹp, rất là mạnh mẽ. Em nhìn con này thực sự á, mới nhìn vô là mọi người nghĩ là nó nặng đúng không? Đúng rồi. Mà thực chất là nó nặng thiệt. Giỡn thôi. Nhìn nó nặng nhưng mà thực chất nó rất là nhẹ. Hai mấy được được. Một mét 62. Vẫn được em anh. Ừ. Giống... gặp mấy cái chỗ mà xấu thì hơi khó khăn. Nhưng mà con này leo lên chạy rất là nhẹ nha. À, cảm nhận của mình là leo con này lên chạy rất là nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Nó rất là nhẹ, anh em chạy rồi sẽ biết. Nếu như mà anh Minh nói sai á, thì qua đây mình tặng con xe, anh em chạy thử đi. Rất là nhẹ luôn. Mà con xe mới ơi là mới luôn nè. À, nếu như anh em mua xe, anh em sẽ trực tiếp làm việc với lại anh ở Mỹ nha. Là hiện tại anh em ở Việt Nam nè, cho nên anh cần bán gấp á, anh 1-2 tháng nữa là anh sẽ đi Mỹ rồi. Mình có rất là nhiều khách như vậy luôn. Mua xe xong để đó. Đợt có một anh chạy Ducati nữa, mua xe xong để đó ô ra đúng 43 cây luôn. Mình không có thời gian để mình qua rồi chạy Rodai cho. Còn con này mình có thời gian mình chạy Rodai cho ảnh. Yên là chưa có cái gì hết luôn á. Mình cái tiếp mua cái này có kêu như Z1000 không? Kêu như là Z1001. Z1001 luôn. Giỡn á, tiếng bô này thì nó chưa có độ bô. Xe mới Rodai xong là không có độ được, hiểu không? Để cho anh nghe tiếng bô nè. Quên. Đổ bô lên ngay cũng lực lắm. Con này vô gì nên nó nghe như Winner X ạ. Cái lớp nó đã hơn. Và đặc biệt một điểm á, có phải nói là khi mà mình trải nghiệm con này á, cái phuộc nó rất là phải gọi là rất là êm luôn. Qua ổ gà ổ dịch gì hả là nó chơi hết. Con này là phù hợp với lại ở Việt Nam mình. Phù hợp Việt Nam. Con này có thể nói là nhiều anh em đã tin dùng nó, chứ không phải là mình review là mình nói tốt cho nó nha. Rất là nhiều anh em đã sử dụng con này, làm rất là nhiều, rất là chạy rất là nhiều tour. Mà con này là chưa bao giờ được đi tour. Cuộc mày. Sống sinh ra để đi tour nhưng mà chỉ nằm tại nhà mình thôi. Buồn ghê nhỉ. Ừ. Em lên đây. Con này cái chân nó dài thế này. Cái này mình chở được mấy con chó? Con này chở hơi nhiều à. Hơi nhiều. Nhưng mà xe này á, nó thẳng luôn anh em mà. À, chở mấy em tiếp viên bán karaoke á, 1, 2, 3, 4, 5 người luôn. 5 người. Đây ngồi được 6 người luôn. 6 người. Ừ. Yeah. Đây là trong thấy người ta hay chụp hình nước ngoài mấy có mấy con nhỏ hay người này nè. Rồi lên thiên đàng luôn. Rồi cái bình xăng này nè anh em, nó có thể đi được 500 cây đúng không? 500 cây. Theo như là Honda cam kết là một bình xăng 17 lít 5 có thể đi được hơn 500 cây số. Là bằng từ Sài Gòn ra hơn Nha Trang. Nha Trang rồi tới đâu ta? Nha Trang rồi tới đâu ta? Thôi nói chung tự anh em ước lượng đi, 500 cây. Gần Đà Nẵng. Nói chung đổ hai bình là anh em ra tới Bắc. Đúng rồi, đổ hai bình là ra tới Hà Nội. Con này ngồi rất là sướng anh em. Có thể nói là đi rất là sướng, rất là nhẹ luôn. Em ngồi nói chung á, là anh em á,
nhìn nó nặng vậy thôi nhưng mà thực chất nó nhẹ bởi vì nó hai mấy thôi đó. Này mà có gia đình nó ngồi cũng đã nữa, nói chung là chở chở người yêu đi là cũng phê đó. Rồi rồi rồi, thế này chở BD rồi. Rồi ok, thì con này á anh em mua là có chìa khóa zin đầy đủ luôn, nói chung hai chìa đầy đủ luôn, có thể nói là rất là mới, rất là keng. Hy vọng là sẽ đem đến con xe này cho anh em và giá rất là rẻ luôn. Mình thấy ở trên mạng người ta bán rất là cao, xe cũ 8-9 ngàn cây luôn mà chưa chắc là odo thiệt nữa, mà có tới 178-180 triệu mà chưa có đồ chơi nào. Nó xe này là đồ chơi đầy đủ luôn, bảo vệ rồi đầy đủ hết cho anh em mua mua về chỉ chạy thôi đó. Còn con xe này mới đô đai xong, xe mới chỉ bán có 169 triệu thôi, bây giờ không thể bớt cho anh em được 169 triệu, rất là lỗ rồi, nguyên đồ chơi luôn. Anh em nào lấy chợ sáng với lại ba ga sau thì hỗ trợ thêm chút xíu đó, chợ sáng là chợ sáng xịn luôn. Mở chợ sáng lên cho anh xem cho em xem, anh em xem em đi coi nha. Tại vì người nước ngoài người ta có tiền mà, người ta mua tất cái gì luôn. Giờ rồi quá đẹp rồi, còn chờ đây, ở đây có bảo vệ chân chống nữa nè. Quên một thứ nữa là cái này có lên chân chống giữa. Đúng rồi anh Minh nhỉ, không có phải chân giữa đâu nha. À, chân chống ừ, chân chống giữa bên chống đứng lên. Em cũng có chân chống giữa nhưng mà tới tới lúc gặp cái gì đó nó mới lên, còn cái này là em phải đạp nó lên. Rồi chân chống lại đây, đây sẽ cho một người 1m61 có thể chống chân nó không nha. Rồi có thể đạp chân chống đó vậy. Cái chân chống này lên cũng tốn tiền lắm nha anh em. Đúng rồi, con này bự lắm á. Thấy chưa? Oh, quá hay. Quá cao luôn. Không hổ danh là đệ tử của ta. Yeah. Đó, thấy chưa? Chống chân chống lên cho anh em xem á. Lên đủ đồ chơi vậy rồi còn chơi gì nữa? Đúng rồi, cái này. Cái này biết chờ gì không? Chờ người mua. Đâu? Chờ anh em nhấc điện thoại lên gọi số điện thoại của Minh Baker 0916640653 hoặc là qua tới tận địa chỉ luôn. 25 lô xe Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, Hồ Chí Minh. Ừ. Còn anh em search không ra anh em có thể bấm là 21 đường 36. Đúng rồi. Phường 10, quận 6. Đó, ở đây xe biển số thành phố nha anh em. Con xe này biển số thành phố là ra thuế nó sẽ mắc hơn. Biển số 59A3 nè. Thấy chưa anh em? Đó, 59A3. Này mình kẹp lại thôi, cái là thương hiệu của mình nè, quay cơ cho anh em coi nè. Đó, số điện thoại Zalo anh em có thể liên hệ trực tiếp. Cái ba ga rất là chắc nha. Đó, ba ga rất là chắc. Đi phượt em có thể cột đồ lên. Đó, em có thể chở chó. Đó, xe rất là êm. Êm như chó thở. Đó. Còn cái gì mà để nói nữa đâu. Xe rất là xịn. Nè đây nè, em thấy cái miếng này không? Rất là chắc chắn luôn. Bây giờ mấy bạn không mua thì mình cái xe này sắp câu mà nghe mày. Ừ, nó cao nhưng mà chạy rất là nhẹ nha anh em, khẳng định với em một điều là chạy rất là nhẹ và ổ gà ổ voi chạy rất là êm, đi tour rất là sướng, cái dáng ngồi mình nó rất là thoải mái đó. Những anh em 1m7 là có thể chơi được, như anh là chơi được, bự to con nữa thì chơi rất là ok luôn. Đã đầu đèn này nó giống cái đầu con CB 500F ở nhà mình nè. Đúng rồi, với lại giống con CBR 650F á. Đúng rồi đúng rồi. Anh thích trong xe mới là phải vậy đó. Quay cho anh em ngắm chiêm ngưỡng một vòng nữa rồi mình kết thúc clip ha. Nhìn nó giống con quái vật ha. Đúng rồi. Xe mình hay nhớt bảo trì bảo dưỡng định kỳ đầy đủ luôn. Còn bảo hành tùm lum đầy đủ hết đó. Không có thiếu. Mới đô đai xong mà sao mà không mới. Cho mòn tí nào nha. Ừ. Rồi anh em soi đi. Soi cho anh em xem. Xe quá đẹp rồi, còn chần chờ gì nữa. Cái cảm nhận của mình đó là con này á, theo anh chia sẻ cho anh em là con này đi tour đúng là chắc luôn, nó tiết kiệm xăng. Đúng rồi. Với lại nó cao nó gọn. Bây giờ em đi những con 1200GS rồi á, nó rất là nặng, nó bị kén người. Những người nhỏ như em thì em không chơi được, những người nhỏ như anh cũng không có chơi được, nhưng mà con này mình có thể chơi được. Đúng rồi, con này. Ừ, đừng có chơi ống bô nha. Em mà có tiền em mua liền. Ừ. Chạy ok quá ha. Rồi thôi, bây giờ giới thiệu chỗ đó là xe nó đẹp vậy rồi thì anh em qua tận nơi đi thì sẽ ngắm nhìn nó không một vết chày luôn. Soi gần cho anh em xem, mình rất là dữ, không một vết chày luôn anh em thấy chưa. Tại xe mới đô đai xong mà. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip của mình Baker, thì hy vọng mình sẽ có ra được nhiều clip để cho anh em xem nữa. Đó, anh em hãy nhớ đăng ký, like và subscribe của kênh của mình nha. Dạo này anh em không đăng ký thì mình là một người chơi xe
mình sẽ chạy những chiếc xe và đưa những cái cảm nhận thực tế nhất có thể, đúng không? Đúng rồi Minh. Còn nếu như mà mượn một chiếc xe mà lên mạng đọc thông số mà không chạy rồi mày làm không được vậy? Đúng rồi. Còn chi tới mình cơ, đúng không? Còn chi tới vô xem kênh. Thì á, thêm một cái điều nữa mình gửi gắm với anh em nè. Xe mô tô á, chạy thì đương biết rồi là anh em nào cũng chạy nhanh hết đó, mình cũng chạy nhanh nè, nhưng mà những lúc té xe mình không có đăng lên đó, mình chỉ chạy cho biết cảm nhận của mình để chia lại cho anh em thôi. Tại vì bây giờ á, thực sự nói ở Việt Nam mình và công an giao thông á, người ta rất là hiền lành đối với cái những chiếc xe mô tô, người ta không có bắt gắt, có thể nói là người ta thả đó. Tại vì đường trung bình tối đa chứ cho em chạy 60-70 nhiêu, đâu cho em chạy cao, nhưng mà người ta thả. Nhưng người ta thả không nhất thiết là anh em phải chạy ghê gớm rồi anh em đăng lên để thể hiện mình là dữ, đúng không? Đúng rồi. Thì anh em thể hiện như vậy là sẽ ảnh hưởng tất cả những anh em khác luôn, đặc biệt là như mình là ảnh hưởng hết luôn. Khi anh em cứ chạy ra là công an nó sẽ soi. Tại vì người ta đã làm dễ với mình rồi, anh em hiểu không? Người ta đã dễ với mình rồi thì mình phải chơi lịch sự. Ừ, có quay gì đó thì chạy ra chỗ nào đó quay, hoặc là che đồng hồ lại, đúng không? Đúng rồi. Còn chạy bình thường chứ mà đăng lên clip, đăng lên rần rần đó, em nghĩ nè, em một thằng ăn cướp mà ăn cướp trước mặt nó, trước mặt người mà thi hành pháp luật thì người ta có ai không? Còn cái này thì nó không phải là vi phạm pháp luật, cái này chỉ là vi phạm an toàn giao thông thôi, nhưng mà em đăng lên ầm ầm ở trên mạng xã hội gì á thì người ta không làm khó sao được. Rồi cấp trên người ta xuống thôi, người ta rất là dễ, thực sự những anh công an giao thông luôn, không phải mình nói để mình nịnh, nhưng mà người ta thả mình rất là nhiều. Và cũng có trong một số đó, chứ 10 người cũng có 8 người mê xe à. Đúng rồi. Thì người ta rất là thả anh em mình, cho nên anh em mình chơi á phải ý thức một chút xíu đó, đừng có vì một chút thể hiện cá tính là để cho người ta biết đến. Như anh em biết đến mình đâu có phải là mình anh chạy xe đồ giữ dằn đâu, phải không? Những cái đó mình chạy xe ok, mình chạy xe làm sao thì mình giấu đi, anh em mình biết với nhau đó. Lâu lâu anh em mình đi tour đi chơi rồi cho thoải mái thôi, chứ đâu cần nhất thiết là phải đăng lên. Ừ, mình là này, mình là thứ dữ, chạy 299 300 301, nó sẽ ảnh hưởng, nó quy một cái cộng đồng luôn đó. Cho nên anh em chơi giữ ý thức để chúng ta có một cái cộng đồng tốt nhất có thể thôi đó. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker, và hy vọng á sắp tới anh em sẽ ủng hộ Minh nhiều hơn và Minh sẽ ra nhiều cái sản phẩm hơn cho anh em. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em thấy chưa, đối với một người á chỉ có 1m70-71 như Minh thôi, nhưng ốm mà chạy con này rất là thoải mái, nó rất là nhẹ luôn, nó rất là nhẹ. Em chạy nhanh lên, anh chạy theo nè, ok nè, thấy không, rất là nhẹ luôn, thấy không, rất là nhẹ, không có gì mà khó khăn hết đó. Tăng tốc rất là nhanh luôn, mình chạy là chạy thực tế cho anh em xem, và ngồi rất là thoải mái, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Đi ổ gà là khỏi sợ, thấy không, rất là mạnh, ổ gà là không còn sợ cái gì hết. Ok, xe này quá đã, thấy không, thấy chưa, rất là đẹp. Ok rồi, thì mình chỉ chạy cho anh em thấy cái dáng người như thế nào thôi. Thì bây giờ về đúng không, đó, dừng đèn đỏ rất là thoải mái luôn, không có cần mà phải kiển chân hay là gì hết, đèn đỏ rất là thoải mái. Rồi bây giờ mình vòng về ra, lên kia vòng về á. Vòng về, ok. Rất là thoải mái. Rồi, quẹo về. Đủ rồi, anh em vô đây là nhìn đủ rồi đó. Con này đi tour chắc là rất là sướng luôn, bao chấp mọi thể loại luôn, ok. Dạ, đồng hồ hiện đang hiện trên đồng hồ xăng của mình là 33 cây, hiện tại đang chạy trong thành phố mà tốn 34 cây, 1 lít 33.9, là mình chạy mình thốc ga này nọ luôn á, là nó hiện nó tiêu hao nhiên liệu chỉ có 34 cây 1 lít thôi anh em, quá tiết kiệm xăng, đúng không? Rất là tiết kiệm xăng, mình chạy nãy giờ mình dọc xe mình đề ba đồ này nọ ổn rồi đó, rất là tiết kiệm xăng luôn. Chết mẹ, quên rồi, ra quên review quá.